Và mời các bạn đến với cách trồng rau ngò ôm vô cùng đơn giản. Các bạn thấy là cây lên rất là tốt. Và các bạn có thể trồng ngò ôm quanh năm. Các cái tháng trong năm các bạn đều có thể trồng ngò ôm. Và đặc biệt là rau ngò ôm thì nó rất là thích hợp với cái môi trường nước phát triển rất là tốt. Khi các bạn mua rau ngò ôm ở chợ về thì các bạn nên tận dụng các cái thân cành phía dưới để các bạn chăm và dông thì nó lên rất là tốt. Ở đây các bạn thấy là một cái cành rau ngò ôm hay còn gọi là rau ngổ đó, thì các bạn sẽ cắt các cái đoạn ở phía dưới để các bạn trồng, và các bạn có thể là trồng khô hoặc trồng trong môi trường nước. Khi các bạn cắt cái rau ngò ôm thì các bạn sẽ cắt cái gốc xéo. Khi cắt cái gốc xéo này đảm bảo cái việc là tiếp xúc với cái môi trường nước và cây rau sẽ hút được nước rất là tốt. Và nếu mà các bạn cắt xéo thì rễ cái rau ngò ôm rất là dễ mọc. Các bạn quan sát đây, các bạn cắt xéo thì nó khó cái gì dập cái rau ngò ôm. Cho nên là cái cành rau ngò ôm khi cắm vào nước, cắm vào đất thì nó rất là dễ mọc rễ. Các bạn thấy đây là các cái cành rau ngò ôm chúng ta đã cắt. Và chúng ta có thể sử dụng cái cành này để nấu canh. Và như vậy, và các bạn thấy là các cái đoạn rau ngò ôm ở phía dưới cái phần gốc thì các bạn có thể tận dụng để các bạn trồng rau ngò ôm mà phát triển rất là tốt. Các bạn thấy sau khi các bạn cắt ra các cái đoạn như thế này rồi thì các bạn phải chuẩn bị đất hoặc các bạn chuẩn bị cái môi trường nước để các bạn ôm rau ngò ôm. Ở đây thì các bạn thấy có thể chặt dụng các cái chai nước để các bạn cắm cái rau ngò ôm trong cái chai nước này. Khi cắm như thế này thì nước ở trong chai sẽ dễ kích thích ra rễ cho các rau ngò ôm hay còn rau ngổ. Các bạn cắm cái cành ngò ôm vào chai, sau đó các bạn cho nước vào, các bạn để khoảng tầm 14 đến 15 ngày thì các cái cây rau ngò ôm nó sẽ bắt đầu bén rễ. Và các bạn quan sát ở đây, các cái rễ đã bắt đầu mọc ra các cái rễ trắng ở phía phần gốc của các cái thân rau ngò ôm. Và các bạn để khoảng 2-3 ngày nữa thì các bạn có thể sử dụng rau ngò ôm này để trồng trong môi trường đất, hoặc là các bạn có thể để trong cái chai nước như thế này thì rau ngò ôm vẫn phát triển tốt. Còn nếu muốn cho đất vào trong cái môi trường này thì các bạn đổ nước ra, sau đó các bạn cho đất vào và các bạn tiếp tục trồng rau ngò ôm, hoặc là các bạn lấy cái cành này ra các bạn dăm vào cái môi trường đất thì rau ngò ôm vẫn phát triển tốt. Rau ngò ôm thì rất thích cái môi trường nước, cho nên ngày các bạn tưới nước từ 1 đến 2 lần tạo cái độ ẩm và có cái ánh nắng nhẹ thì rau ngò ôm phát triển rất tốt. Các bạn thấy là cái rau ngò ôm trong chai này thì phát triển rất là tốt, các cái rễ đâm rất là nhiều. Các bạn có thể tận dụng các cái rau thân ngò ôm để trồng các cái loại rau làm cái gia vị. Nói các bạn thấy là các cái cành chi nhánh của rau ngò ôm cũng bắt đầu là phát triển sau khoảng 15 đến 16 ngày. Và khi rau ngò ôm phát triển như thế này, đặc biệt là các bạn trồng ra môi trường đất mà tưới nhiều nước, rau phát triển rất là tốt. Các bạn thấy là sau khi trồng như thế này khoảng chừng nửa tháng thì các bạn có thể là thu hoạch các cái rau ngò ôm để sử dụng. Ở đây các bạn nhớ là bây giờ các bạn có thể là tháo cái nước ra để các bạn cho đất vào. Để cho cái đất các bạn có thể là bón cái phân hữu cơ để cho cây có nhiều chất dinh dưỡng, hoặc các bạn có thể trồng cho môi trường nước này nó vẫn được. Đó, sau khi chế nước ra thì các bạn thấy là các cái rễ nó phát triển rất là tốt. Bây giờ các bạn sẽ cho cái phần đất vào, các bạn có thể là trộn cái phần hữu cơ cho đất vào trong cái chai này thì
rau nó sẽ phát triển một cách tốt hơn. Nếu có nước thì các bạn thấy là các bạn phải chăm các cái loại vi sinh trong nước để rau phát triển trong môi trường nước, còn trong môi trường đất thì rau nó sẽ phát triển bền hơn. Với các loại phân hữu cơ thì rau nó sẽ phát triển tốt. Sau khoảng thời gian thì các bạn thu hoạch thì rau ngò ôm bắt đầu các cái lá nó vàng thì các bạn sẽ bắt đầu trồng lại. Rồi chúc các bạn sẽ trồng rau ngò ôm bằng cành thành công. Ngoài rau ngò ôm thì các bạn có thể trồng nhiều các cái loại rau khác bằng cành với cái môi trường thủy sinh hoặc là đồng bằng đất, nó phát triển rất là